Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ HPphotoshop.com. Hôm nay mình có cái background mới ở phía sau. Mình hy vọng là cái này nhìn sẽ đẹp hơn và các bạn sẽ có hứng thú coi hơn. Thì trong video này á, mình sẽ cùng các bạn đi chợ, bởi vì có nhiều bạn inbox cho mình là anh ơi, còn em sắp sửa đi học đại học, em nên xây một cái máy như thế nào, hoặc là có nhiều bạn đi làm nghề á, thì các bạn chuẩn bị làm nghề thì các bạn cũng muốn dựng con máy để chúng ta xử lý video, xử lý hình ảnh các thứ. Thì trong ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi và chúng ta đi chợ, và chúng ta sẽ cùng nhau build một cái máy tính bàn với tổng giá trị đầu tư là chỉ có 15 triệu thôi, đầy đủ màn hình, CPU, RAM rồi các thứ đầy đủ hết luôn nha, nguyên một cây PC luôn. Rồi, ta cùng vô video. Rồi, ở đây mình sẽ sử dụng một website là tân doanh.vn để mà mình hướng dẫn các bạn cách đi chợ, chúng ta build một cái cấu hình. Thì tất nhiên là nếu như các bạn nào ở những khu vực khác như kiểu là ở Hà Nội hay là ở miền Trung, ở những khu vực khác thành phố Hồ Chí Minh, thì các bạn có thể tìm bất kỳ một cái trang website nào đó ở vị trí của các bạn. Tuy nhiên là nó cũng theo những cái mà mình thông tin mà ngày hôm nay mình hướng dẫn các bạn thôi. Cái này là mình chia sẻ thôi chứ không phải là hướng dẫn đâu, tại vì thực tế mình không rành về phần cứng quá nhiều, nói chung là đủ để xài. Rồi, đầu tiên thì để rep một cái máy tính ở cái mức giá khoảng tổng hết là 15 triệu á, mà để sử dụng cho đồ họa thì mình nói trước như thế này ha. Đồ họa mình nhắc tới đây á, không phải là tất cả các ngành của đồ họa, mà nó sẽ chỉ bao gồm những cái ngành đồ họa mà không liên quan tới việc render. Việc render có nghĩa là các bạn phải chỉnh hình, đại khái là hình 3D, 3D, hoặc là các bạn sử dụng những cái trình mà nó chỉnh video á, thì thực tế ở cái bộ này có thể sử dụng ở mức độ gọi là tạm ok. Ví dụ như là bạn có thể làm Full HD 1080 trên Premiere, còn ví dụ như là các bạn mà làm trên After Effects để chúng ta tạo ra những cái hiệu ứng thì nó khá là khó ha. Rồi, còn chuyện tất nhiên là Photoshop chắc chắn sẽ chạy được, kể cả là CC 019, tại vì CC 019 nó yêu cầu khá là thấp và mình đảm bảo cái bộ này chạy được. Thì tổng giá trị như mình đã nói rồi, tổng giá trị cái bộ ngày hôm nay mình build nó sẽ nằm trong dưới 15 triệu, không quá 15 triệu ha, và các bạn có thể sử dụng thoải mái. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ vào trong phần linh kiện ráp máy để chúng ta có những cái bộ như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có CPU này, mainboard này, RAM, case, PSU là bộ nguồn, ổ cứng. Ổ cứng chúng ta có hai loại là SSD và HDD. Ổ cứng SSD là dạng mới và nó nhanh hơn. Rồi ổ đĩa quang, đại khái là mấy cái hộp đĩa chúng ta đưa ra vô, chúng ta có đĩa CD đó, và card đồ họa cũng như là một vài cái thiết bị khác. Rồi, đầu tiên thì nói gì nói, mình sẽ build một con bằng cái CPU trước. Thì ở đây CPU các bạn có thể có hai dòng phổ thông mà chúng ta có thể sử dụng. Đầu tiên là Intel, hai là chúng ta sử dụng AMD. AMD là một cái hãng khác và Intel một hãng khác nha, các bạn đừng nhầm tưởng. Thì AMD thực tế là ở hiện tại mình cảm thấy nó khá là ok, khi mà nó có cái số lượng về giá thành nó khá là ok ha. Nhưng mà thực tế nếu như các bạn mà làm về đồ họa hoặc là những cái bộ về Adobe, hoặc là kể cả chúng ta chơi game á, thì hiện tại mình cảm thấy Intel có lẽ là được gọi là được những cái hãng lập trình nó ưu tiên hơn, cho nên ở đây mình sẽ sử dụng làm CPU Intel ha. Thì đời mới rồi chúng ta sử dụng cái Coffee Lake, đó là đang đời mới nhất. Thì các bạn sẽ click cho là nó là Socket 1151 v 2, các bạn nhớ cái số này nha, Socket 1151 v 2. Rồi, ở đây mình chọn một con ở mức độ vừa đủ thôi. Thì đây các bạn có thể để ý là cái đây mình sẽ System Require. Mình sẽ mở System Require cái Adobe Photoshop lên thì để các bạn có thể dễ hình dung được là chúng ta cần cái mức độ nào. Đây chính là cái thông số mà chúng ta cần ha. Processor nó yêu cầu là Intel Core i3 và cái bộ xử lý thì nó khoảng 2 GHz trở lên. Thì đây mình sẽ set là giá tăng dần để chúng ta có những cái hòn hàng giảm ở dưới này. Rồi, ở đây các bạn có thể sử dụng Core i3 hoặc là Core Pentium cũng được, miễn là các bạn để ý cái con số này đây tới 3.7 GHz, 3.8 GHz. Nói chung là con hàng cùi nhất ở đây các bạn có thể sử dụng được cho CC 2019 nữa. Rồi, thì ở đây cho nó dễ thì có lẽ là mình sẽ sử dụng con hàng này thôi, nó khá là rẻ. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái này. ha. Mình sẽ dùng cái con Core i3 thôi, tại vì Core Intel Pentium thì nó ít nhanh hơn, và thực tế là nó hơn nhau 1 triệu. Thì ok, mình sẽ sử dụng cái i3 này thì mình sẽ thêm vào giỏ. Rồi, ở đây mình đã có một con Core i3 rồi ha. Và tiếp theo mình sẽ sử dụng mainboard. Nếu như các bạn nào sử dụng AMD thì các bạn có thể chọn luôn AMD, thì các bạn có thể so sánh là số nhân, số luồng và cái socket ha. Các bạn để ý ba cái đó giúp mình. Số nhân, số luồng, cái độ mạnh GHz và cái socket của nó. Socket đại khái là để nó ráp vào cái chân để cho nó phù hợp ấy mà. Tại vì cái main thì nó cũng nhiều cái, ví dụ như là đây, cái socket dành cái main, có những cái main board á, dành cho 1151 v 2 thì nó là cái này đó. Cho nên là nó khá là phức tạp và rắc rối, thì cho nên là các bạn cho nó dễ. Thì nếu như các bạn nào sử dụng AMD thì các bạn có thể coi thử là ở trong cái tầm giá là bao nhiêu tiền đấy, thì đây các bạn có thể thấy là ở đây 8 GPU RX Vega 8 GPU AMD Ryzen 3 2200 200G. Thực tế mình không rành về AMD lắm, thành ra là ok được rồi. Sau khi sử dụng ở đây mình đã chọn là cái CPU Intel Coffee Lake 1151 v 2 ha, thì mình sẽ sử dụng một cái mainboard của Intel luôn. Nếu các bạn nào mà chọn mainboard của AMD thì các bạn nhớ chọn mainboard AMD ha, nếu các bạn sử dụng CPU của AMD. Còn đây mình đang sử dụng là CPU của Intel thì mình sẽ chọn Intel. Cho nó dễ thì mình sẽ chọn là đó, Intel socket 1151 v 2 Coffee Lake thì mình click vô thôi. Rồi ở đây mình mình sẽ chọn là giá tăng dần, và mình chọn một con vừa đủ để mình chạy thôi, chúng ta không cần phải quá nhiều. Như là H3310 mình sẽ pick đại một con nào nhìn ngầu ngầu chút xíu, thực tế là giá chẳng chênh nhau bao nhiêu cả, thành ra là chúng ta cứ chọn cho nó ổn ổn, cho nó hợp với tiền thôi, chênh nhau không bao nhiêu. Ok, mình sẽ lấy cái này tại vì nó nằm tiện cái chỗ mình click đó. Thì chúng ta có một cái mainboard phù hợp với lại cái bộ vi xử lý của chúng ta rồi ha. Rồi đó, tiếp theo nữa là RAM. RAM thì tối thiểu Photoshop nó yêu cầu RAM là 2GB, nhưng mà recommend 8GB. Thì ok, mình chọn một cái thanh RAM 8GB ha. Mình chọn thanh RAM 8GB. Tăng dần. Mình sẽ chọn thanh RAM 8GB. 8GB ở đây có thể là các bạn chọn là 2 thanh 4GB cũng được, hoặc là 2 thanh 4GB cũng được, hoặc là 1 thanh 8GB. Mình sẽ tìm thử qua 1 thanh 8GB đây. 8GB DDR3. Mình tìm DDR4 thì nó thích hơn. Đây, mình sẽ lấy cái DDR4. DDR4 đại khái là cái tốc, các bạn nhìn vô cái tốc độ này, 2400 MHz so với lại 1600 MHz, và nó 8GB ha, cùng là 8GB nhưng mà tốc độ của thằng DDR4 nó cao rất là nhiều, thành ra là mình cứ chọn DDR4 thôi. Như cái socket kia là màu đen đúng không, thì mình cũng sẽ chọn cái màu đen luôn, nhìn cho nó tông suyệt tông. Đây mình có 1 thanh 8GB. Nếu các bạn thích, mình nghe đồn là nếu mà sử dụng 2 cái RAM thì nó sẽ mạnh hơn, tuy nhiên là mình cũng không quan tâm lắm. Mình chọn 1 RAM thôi cho nó dễ, để sau này mình thích thì mình thêm. Rồi thùng máy nó chỉ là cái vỏ hộp bên ngoài thôi, cho nên là mình không cần phải đầu tư quá là nhiều cho nó. Vỏ hộp đâu rồi. Ê, nhưng mà nó nhìn đẹp đẹp vậy vẫn thích hơn đúng không? Đẹp đẹp vẫn thích hơn, cho nên là ok, mình sẽ lấy một con đẹp đẹp chút xíu, nó có đèn led này đó, để các bạn nào thích thì chúng ta thêm đèn led. Thì đây đó, mình đang xài hết 7,5 triệu. 7,5 triệu và chúng ta còn cái case rồi, xong rồi ha. Case là cái thùng máy rồi. PSU bộ nguồn. Bộ nguồn thì các bạn đừng keo kiệt quá mà chọn cái thấp ha, đừng keo kiệt quá chọn cái thấp, chúng ta tương đối một chút xíu. 5 con này hết hàng. 600W là quá nhiều, tại vì cái bộ của mình thì nó sẽ không tới 600W đâu. Đâu đó khoảng 400W là được rồi, tại vì mình sử dụng cái CPU i3 này với lại cái card đồ họa, có lẽ mình không cần phải quá là nhiều. Tiếp theo là ổ cứng, thì các bạn có thể chọn một trong hai hoặc là cả hai cái ổ cứng, một là HDD, hai là SSD. Cái SSD thì được một cái lợi là tốc độ nó rất là nhanh, truy xuất là nhanh, và kết quả cuối cùng là các bạn khởi động máy nó nhanh nè, khởi động máy nhanh hơn HDD nè, và cái khởi động và cái quá trình sử dụng của chúng ta cho cái phần mềm đồ họa nó cũng sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Tuy nhiên có một cái điểm phức tạp là SSD nó nhanh hơn thật, nhưng mà cái giá của nó thì nó tương đối mắc một chút xíu, tại vì một ok thì đây có thể là để cho nó ok á, thì mình sẽ chọn một cái ổ cứng là 240GB. 240GB. Đây, mình sẽ chọn cái ổ cứng này ha, 240GB. Mình chọn ổ cứng hay SSD 240GB. Nói chung là vừa đủ để cho các bạn sử dụng cái phần mềm của chúng ta cũng như là lưu trữ một chút, thì có thể là các bạn sẽ phải thêm một chút xíu. Tuy nhiên mình sẽ coi thử coi tí nó còn tiền thừa hay không. Ổ đĩa quang thì thời nay người ta xài USB hết rồi, cho nên đừng cài ổ đĩa quang nữa. Rồi VGA mình cũng tăng dần. Đây, VGA nó sẽ yêu cầu chúng ta là đâu rồi, đây 16 bit 2GB. 2GB là recommend. 2GB thì nó quá dễ, các bạn có thể sử dụng cái GT 1030, GT 1030 cũng được, hoặc là có một cái vấn đề là RX. Nếu mình không nhầm nha, thì RX này thì nó phù hợp với lại cái mainboard của AMD, cho nên là các bạn chọn những cái thằng mà có chữ GT thì nó sẽ dễ hơn. Tất nhiên là càng cao thì giá càng mắc rồi, tuy nhiên là tùy các bạn, chọn con hàng nào cũng được. Thì đây mình chọn con hàng vừa đủ thôi, đó là cái con hàng là GT 1030 2GB là vừa đủ để chúng ta chạy cái CC 2019. Tuy nhiên là nếu các bạn thích thì ở đây mình có thể sử dụng, mình sẽ tìm thử coi như đây GTX 1050. Đây mình sẽ chọn một con GTX 1050. Đây chúng ta có 12 triệu rồi. 12 triệu rồi, và chúng ta sẽ tìm cái màn hình vi tính, tại vì ở đây chúng ta không còn quá nhiều tiền để chúng ta build màn hình vi tính nữa. Tuy nhiên là để cho nó đẹp á, để cho nó đẹp thì mình sẽ chọn tốt nhất thì chúng ta sử dụng một con Dell Professional. Đấy, con Dell, màn hình của Dell thì mình cảm thấy nó ok nhất về cái chất lượng màu sắc á, thì nó ok nhất trong cái dòng tiền, trong cái tầm tiền khoảng từ 4 triệu 5 triệu trở xuống. Thì đây mình sẽ chọn một con Dell Dell Professional P22 ABS. Con này thực sự là xài khá là ok nếu các bạn làm nghề. Ok, thì chúng ta đã lỗ là 1 triệu rồi. Mình lỗ mất 1 triệu rồi thì mình sẽ coi thử coi là mình đang lỗ con nào thì mình có thể giảm bớt đi chút xíu. Mình sẽ giảm bớt đi thử coi con Core i3 có lẽ mình sẽ không giảm đâu, mình sẽ giữ nó như vậy. Có lẽ mình sẽ hy sinh cái GTX. Ok, ít tiền thì chơi ít thôi. Các đồ họa bây giờ mình sẽ chọn một con GTX 1030 thôi, mình sẽ không đủ đợn chọn một con 1050 nữa. Mình sẽ chọn một con là ok, nó không quá tệ thì nó sẽ có overclock ha, overclock đi. Thì mình sẽ bỏ cái GTX 1050 đi. Rồi, mình có 14 triệu 800. Thì bây giờ mình không biết là cái case của mình nó có đèn led sẵn chưa, mình sẽ check thử coi. Nếu chưa có đèn led, thì mình sẽ mua thêm đèn led. Tuy nhiên là có vẻ ở đây hỗ trợ gắn 3 quạt trước, 1 quạt sau, hỗ trợ gắn thì mình không biết. Mình sẽ tìm cái tản nhiệt, đó là tản nhiệt khí. Tản nhiệt khí đó là cái quạt đó, tản nhiệt CPU đây là cái quạt. À không, CPU tản nhiệt. Đâu rồi, sao chưa vào phần tản nhiệt? Fan đâu ta? Quạt tản nhiệt case đây. Mình sẽ chọn tăng dần và mình mua khoảng cỡ 2-3 con gì đó. Cái đèn led này cho nó ok chút xíu, ngầu ngầu. Thích màu của mình chọn màu đỏ. Thì đây mình có 3 đèn led đúng không? Thì mình quất 3 con vào. Rồi, thì bây giờ mình đã có nguyên một dàn máy tính với mức độ đầu tư là 15.140.000. Hình như mua cái này thì sẽ năn nỉ người ta một chút xíu, thì người ta sẽ tặng cho mình cái bàn phím với phím chuột. Cố gắng năn nỉ chút xíu thì mình nghĩ là mình sẽ có một cái combo phím chuột. Đây mình sẽ tìm thử coi combo tăng dần thì con hàng nào thấp nhất. Logitech, là thấp nhất. Ok, thì mình sẽ chọn Logitech thôi. Thực tế là các bạn chọn một cái Dell hình như có 100.000. Bàn phím với chuột Dell có 100.000 thì đâu đó nó khoảng 150. Thì nếu các bạn build một cái con hàng như vậy rồi á, các bạn có thể năn nỉ người ta thì kiểu gì người ta cũng sẽ tặng cho các bạn một cái bàn phím, một con chuột. Nó rẻ không bao nhiêu cả, chắc chắn người ta sẽ tặng nếu như các bạn build một cái cây máy 15 triệu như thế này. Rồi, thì đó là tất cả ngày hôm nay, đó là một số cái để chúng ta lưu ý. Tuy nhiên, mình có một cái note nhỏ. Có nhiều bạn hỏi rằng có nên mua những cái máy cũ hệ khác hay không, ví dụ như là Dell Workstation hay là Dell Server gì đấy, đại khái là Dell Workstation, nó khoảng cỡ 10 đến 15 triệu. Thì mình nói như vậy nha, các bạn nhìn vô CPU người ta sẽ quảng cáo cho các bạn là cái CPU của nó rất là nhiều nhân rồi nhiều luồng. Tuy nhiên có một vấn đề, các bạn phải hiểu vấn đề là cái nhân với luồng nó không có sử dụng trong đồ họa mà mình đang nhắc tới ở đây được. Tại vì cái nhiều nhân với lại nhiều luồng nó chỉ phù hợp cho việc render thôi, và thực tế ở đây mình không render và mình cần cái tốc độ xử lý nó cao, cho nên là chúng ta nên chọn những cái thằng mà Intel Core i thì nó tốt nhất. Các bạn đừng, với tầm tiền thấp nha, tầm tiền thấp và với mục đích sử dụng là chúng ta mua để học, mua để làm nghề về chụp hình hay là chỉnh hình hoặc là dựng video, thì chúng ta chỉ nên chọn Intel Core i hoặc là sử dụng AMD thôi. Các bạn, mình nói thật, cái đó là chia sẻ của mình, tại vì mình cũng đã từng mua cái Dell mà dạng như là dạng cây nguyên thùng đó rồi. Nhất là nó nặng, thứ hai nữa là mặc dù cái CPU nó quảng cáo như vậy thôi, nhưng mà thực tế trong vấn đề, trong cái trải nghiệm sử dụng nó rất là chậm, nó không có nhanh như là quảng cáo đâu. Rồi, thì đó là một vài cái note nhỏ của mình thôi. Thì đó là toàn bộ của video ngày hôm nay các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và mình sẽ gặp lại các bạn ở trong những cái video sau. Nếu các bạn có bất kỳ một cái comment, một cái nhận xét, một cái đóng góp là mình xây một cái máy như vậy có ok hay chưa, hoặc là nên thay thế cái gì, hoặc là nên đổi cái gì, thì các bạn comment ngay phía dưới cho mình để mà chúng ta cùng trao đổi, chúng ta biết thêm nhiều cái thôi. Ở đây là trao đổi thôi nha, cho nó dễ. Rồi, thì đó là cái video ngày hôm nay. Bye bye các bạn, đừng quên like, share, subscribe cho mình biết là các bạn muốn ở trong video sau mình sẽ làm cái gì. Thì comment phía dưới, mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Bye bye.